xứ sợ bóng tối. Để cho ta xử. Tên của ngươi là gì? Luigi. Ngươi đã nghe danh ta chưa em? Ta sắp sửa đưa công chúa lên xe bông và độc chiếm thiên hạ. Wow à. Vậy hả? Có điều ta rất bực mình Luigi. Ta bực mình cái thằng người có bám theo hôn thê của ta. Nó có chòm râu y chang ngươi. Ngươi quen nó không? Không. Không. À, có vậy mà lì. Có khi ta làm gì ngươi sẽ khóc. Bộ thứ ai trên đời tôi cũng quen hả? Nhất là mấy người có đầu cùng mặc chung bộ đồ cặp với tôi. Còn đỡ nó có chữ cái đầu trong tay của mình nữa. Sao tôi biết được? Có quen nó không? Tôi có quen. Tôi có quen. Ừ, anh là tôi Mario. Và anh tên dạy trước khi mặt trời. Nó hợp nhãn với mấy người như công chúa phải không? Cô nào con gu thì mới thấy. Đưa nó đi cho con mắt ta. Để ta coi thằng người Mario kia nó cứng đến đâu khi ta đang rước em trai nó. Đây là đâu vậy? Nha. Cứ mặc kệ nó đi. Nhìn nó cưu tè, nhưng đầu nó... Ở xứ của người điên thì người tỉnh cũng giống như người điên thôi. Mọi người bị nhốt ở đây lâu chưa vậy? Thời gian, hy vọng cũng chỉ là ảo mộng. Làm ơn, ở đây cũng đủ u ám rồi. Phải có đường nào để mình thoát ra chứ? Không có đường thoát đâu. Lối thoát duy nhất và thật sự êm đềm chính là chấm hết. Em tức tối nhức nhối luôn đó trời. Sẵn sàng chưa? Rồi. Bự quá trời. Chào người anh em. Chúng tôi muốn diện kiến nhà vua. Đi theo ta. Bày đặt mặc áo blazer đồ. Mà không mặc quần. Lên xe đi.